Thì bây giờ mình hỏi chắc ăn mấy này mình làm bằng trứng giờ đi măng đen ha. Đây ra em làm farm với chị Liên ha. Ở Hồi nãy cái đoạn nãy có ghi rồi đó. khác, bây giờ khác. Anh thì đi ăn cơm lam, gà nướng, thịt rừng. Em sẽ đi tới đó, em đi coi hết mấy cái thắng cảnh, coi cái farm, coi làm sao. Học hỏi về đây mở cái farm cho anh. À, Anh mới làm phong anh farm. làm gì? Anh làm farm. Cậu ơi. Có phong anh làm Em gì? sẽ đi nói chị Liên cho anh học. Kêu anh học chứ, kêu anh học cho anh học. Farm. Xong rồi em lên rẫy em coi coi người ta trồng cái lúa đỏ ra sao. Anh cho về hôm nay anh trồng lúa đỏ. Mà đường nào quẹo vô kìa. Tôi sẽ Chưa tới không? Cái đường được được xăm sao được sao được sao tôi sẽ ngặt quá nha tôi sẽ thôi mình chạy bữa nay về lãnh lương nghỉ đi nha quay vô bạn ơi cà rô lấy là nha về lát nhớ gặp vô gặp cái toán lãnh lương nha nghỉ nha bánh năm không? Năm lương không? biết anh nghĩ tôi muốn tài xế khác Được thôi, chiều nay mình có lái. ok